của Shoemaker là khả năng playmaker, khả năng tạo đột biến dành cho đồng đội và khả năng di chuyển sang hai cánh để hỗ trợ. Còn quay trở lại với bàn đấu đầu tiên trong cuộc đối đầu giữa Gen Z Esports và Diamond Kia, khi Gen Z lựa chọn đội xanh mà họ được chọn bên ở bên phía của bàn đấu đầu tiên như thế này. Gen Z ngay lập tức họ bắt Shoemaker phải ở đường giữa, không cho anh ta đảo ra hai cánh bằng việc cấm ngay con bài TF. Một điểm đáng chú ý nữa của chúng ta, đây là phiên bản 12.11. Đây là ngày thi đấu đầu tiên mà bên phía LCK áp dụng 12.11. Thì chúng ta đã có một số cái thay đổi trong những con tướng meta. Ví dụ như là Wukong cũng đã bị giảm sức mạnh, Wen cũng đã bị giảm sức mạnh. Thì chúng ta hãy xem là liệu còn những cái lựa chọn cấm mặc định ở bên phía đội 2 hay không, như là con Wen vẫn đang được bên phía các đội LCK ưu tiên cấm. Lucian thì vẫn đang được giữ lại bởi vì không có nhiều lắm những sự thay đổi dành cho vị tướng này phiên bản 12.11. Đây vẫn là vị tướng đem lại cho bạn khả năng thắng đường tốt và áp đảo ở nhiều vị trí, thì nó vẫn bị cấm. Tamken đã bị loại, mặc dù Senna là một con tướng đi chung với Tamken vừa bị giảm sức mạnh ở trong phiên bản 12.11 này. Chính xác là giảm sức mạnh ở cái kiểu Senna hỗ trợ không farm và tăng sức mạnh ở kiểu Senna xạ thủ, khi mà cái tỷ lệ nhặt hồn nhưng mà Senna last hit quái nó đã được tăng lên rất là nhiều rồi. Thì đi kê họ vẫn tôn trọng cái bộ đôi Senna và Tamken đến từ bên phía của Gen Z Esports và họ ban đi Tamken, phần nào đó hạn chế khả năng đánh một con Senna cộng 1 tới từ bên phía của Gen Z Esports. Còn Gen Z thì bạn họ ban đi Esprit, một con tướng rất là thuận tay của Lockdown. Rõ ràng rồi, khi mà gặp DK ở thời điểm hiện tại thì Esprit thậm chí là cả Kama đứng dưới nữa, với cặp đôi có một cái tỷ lệ thắng đường rất cao của Lockdown và Kelvin. Sự lựa chọn thứ ba ở lượt cấm đến từ bên phía của Diamond Kia sẽ là gì đây? Hai con bài có lượt lựa chọn nhiều nhất ở phiên bản 12.10, Wukong là một trong số vậy và đã được lựa chọn đến từ bên phía của Diamond Kia. Hở ra quen. Và không biết là liệu 12.11 rồi thì Gen Z có first pick Gwen dành cho Durant hay không? Họ không. Họ first pick của con Jerry dành cho Ruler. Jerry là một trong những vị tướng được nhận nhiều sự điều chỉnh nhất ở phiên bản 12.11 này. Chúng ta vẫn còn nhớ một thời gian, trong khoảng thời gian mùa xuân vừa rồi, thì có những thời điểm Jerry luôn luôn xuất hiện trong giai đoạn cấm và chọn, sau đó bị giảm sức mạnh rất là nhiều. Thì gần như không ai chạm tới vị tướng này nữa, nhưng bây giờ đã có những điều chỉnh của Riot và Jerry sẽ xuất hiện trở lại trong các giải đấu, và ngay lập tức Gen Z đã lấy nó cho Ruler, một con tướng có thể giúp cho anh ta có khả năng gánh đội khá là tốt ở trong giai đoạn sau. DK thì tôi không biết là họ lấy con Yumi này có phải là để hạn chế bớt sức mạnh của Jerry hay không, hay là họ đang có một cái ý đồ gì đó với khu vực đường dưới với con xạ thủ của mình. Tôi nghĩ rằng nó sẽ là cả hai ý ở trong tình huống đó, khi mà họ lấy trước con Yumi, sau đó họ lấy Koki cho Shoemaker. Thì Chu Vi không đánh Azir mà ta quyết định lấy Ahri. Như vậy là hai đường giữa đổi vai. Chúng ta nhận xét rằng là Shoemaker, anh ta có ý định của anh ta là muốn di chuyển sang hai cánh để hỗ trợ nhiều dành cho đồng đội của mình ở trong cái tuần thi đấu thứ nhất. Còn Chu Vi thì lại ôm farm ở mid. Lần này thì để xem là Chu Vi và Shoemaker đổi vai họ sẽ thể hiện như thế nào với hai chất tướng khá là ngược màu nhau. Sẽ là một con Koki tăng tiến sức mạh ở giai đoạn sau dành cho Shoemaker. Còn đối với Gen Z Esports, Chovy anh ta sẽ cần phối hợp với Peanut ở trong giai đoạn mid game để tạo ra nhiều đột biến đến từ Gen Z Esports. Sinh được khóa lại dành cho Lehen chăng? Có khả năng. Và tôi nghĩ rằng việc đưa ra một con tướng rất là tủ của mình ở trong tình huống này thì đó sẽ là con Sinh dành cho Lehen. Và nếu như bạn đánh một bộ đôi đường dưới mà có Yumi thì bạn sẽ rất khó chịu khi đối đầu với lại Sinh, với những tình huống là thả keo ra và lao lên tấn công, lúc đó chỉ còn một xạ thủ để có thể chống cự mà thôi, thì tình huống đó nó cũng sẽ khá là khó khăn. Đây chắc chắn là một con Sinh đường dưới rồi, và DK quyết định là họ sẽ phải lấy Saya, một con tướng mà tôi nghĩ rằng cũng có thể hiểu được trong tình huống này để có thể chống lại những pha lao vào của Sinh, bởi vì ở giai đoạn sau thì sẽ có bảo tố nổi dậy. Trong giai đoạn đầu thì những tình huống mà Sinh lao lên thì gần như bạn sẽ khá là khó để né những pha thu lông về để có thể giữ chân, thì đó cũng sẽ là một cái công cụ để giúp cho bên phía của Dokdam thoát khỏi những tình huống tràn lên đến từ Lehen. Cái kiểu đánh Senna hỗ trợ không farm ở khu vực đường dưới nó đã bị nộp sức mạnh rồi, thì tôi đang không biết là liệu Ruler anh ta sẽ chơi tướng gì để đi cùng với một con Sinh trong tay của Lehen. Nếu như mà con Sinh này không được farm thì cái khả năng tăng tiến sức mạnh ở giai đoạn sau với cái kiểu lên trang bị khó chịu, con Sinh này sẽ đóng một cái vai trò là làm mềm đội hình đến từ bên phía của Diamond Kia. Và liệu đây có phải là một cú swap không? Nhưng mà Jerry được khóa lại thì nhiều khi đây sẽ là Jerry cộng Sinh dành cho Ruler và Lehen rồi. Còn tiến sang phase 2 thì Diamond Kia họ ban đi một con Na ở khu vực đường trên của Doran. Còn Gen Z Esports thì họ vẫn ban Gwen ở 12.11. Gwen chọn sau nhiều khi cũng khá là khó chịu, bởi vì nó có thể là con bài đột biến trong tay của Nuguri được chọn cuối. Và Gen Z cũng... Doran thì tôi nghĩ đang chắc là hơi khó để có thể đánh những cái kèo kỹ năng. Con Gwen thường xuyên chúng ta sẽ có những cái kèo kỹ năng đường trên, ví dụ đánh kèo Jack chẳng hạn. Thì có thể là Gen Z không tự tin và họ đang muốn có một con tướng
đánh theo kiểu cầm chừng ở khu vực đường trên để đánh giao tranh. DK nhận ra điều đó về việc họ cấm đi Na là một lựa chọn khá là chính xác ở trong trường hợp này. Sau đó thì bên phía Genji là đội cấm đi On khi nhìn thấy đội hình hai sở thủ của bên phía DK. On kết hợp với lại Koki và Seiya để có thể giao tranh giai đoạn late game là một cái con bài quá mạnh mà Genji Sport họ hoàn toàn sẽ phải cấm đi ở trong tay của Ruri. Để xem là đây sẽ là lựa chọn đi dừng gì dành cho cây điền để DK họ như vậy có thể sẽ là một con sẽ Johnny fly pick dành cho Nuri lượt pick trước tới từ đường trên bên phía của Dabunkia, và như vậy là họ để chừa cái sự lựa chọn cuối cùng dành cho cây điện. Genji Esports có hai sự lựa chọn mà để họ trước đội hình thì đây sẽ là một con bài đi rừng dành cho Peanut và khu vực đường trên dành cho Doran. Dạo thời gian gần đây tôi thấy con Virgo xuất hiện ở đường đơn rất là nhiều, nhưng có vẻ đây sẽ là con Virgo trong tay của Peanut ở trong vai trò đi rừng để Doran anh ta có thêm thời gian suy nghĩ đối đầu với một con Sejuani đi. Lựa chọn hiện tại còn sót lại Aatrox cũng có thể là một lựa chọn an toàn dành cho Doran, và cái khả năng cù cưa trong giao tranh và khả năng băng vào đến từ đội hình bên phía của Genji Esports nó sẽ càng trở nên mạnh mẽ hơn hết. Và để xem đây có phải là lựa chọn đến từ bên phía của Genji Esports hay không thì 10 giây suy nghĩ dành cho Doran. Quyết định cuối cùng Doran vẫn sẽ là Gangplank ở trong trường hợp này. Một con gạch plank dành cho Doran để đối đầu với lại Sejuani trong tay của Nuri. Mà những cái tình huống mà đàm phán ở trong giai đoạn đầu thì thực chất ra cái bản chất tướng thì gạch plank không quá e ngại Sejuani ở trong những cái giai đoạn đầu. Phải xem là Doran đối đầu với Nuri sẽ như thế nào. Nhưng Kainian muốn đánh một con Kiana ở vị trí đi rừng. Đây sẽ là Kiana đi rừng dành cho Kainian. Một lựa chọn khá là lạ, và đúng như là trong tuần thi đấu đầu tiên thì Kainian anh ta đang muốn thoát khỏi Wukong và Virgo không muốn theo meta ở trong giai đoạn đầu này, liên tục phá meta đến từ cây điện. Và đây sẽ là một con Kiana sát thương để có thể bổ sung vào một cái đội hình có một cái khả năng đánh về late game rất mạnh tới từ bên phía của Dabunkia. Họ có một con Sejuani, họ có hai con xạ thủ đó là Koki cũng như là Saya, và bổ sung thêm sự hỗ trợ đến từ Yumi trong tay của Kelly nữa. Còn trong khi đó đội hình bên phía của Genji Esports tôi cảm nhận rằng cái ngưỡng tăng tiến sức mạnh của họ là sớm hơn so với lại bên phía của Dabunkia, khi mà cái bộ đôi Virgo cộng với Ari tới từ Peanut và Chovy có một cái khả năng tấn công rất là mạnh, đặc biệt ở trong giai đoạn mid game. Còn late game thì họ có thể đánh tốt với lại Gangplank cũng như là Zeri. Chốt sổ đội hình của hai bên với những cái sự lựa chọn đến từ cả Genji Esports và Dabunkia, một đội hình đánh ở giai đoạn mid game đến từ Genji. Còn bên phía bên kia thì DK rõ ràng tỏ ý là muốn farm an toàn ở trong giai đoạn đầu và scale về late. Có vẻ như là hai bên đang đổi cách chơi cho nhau, khi mà Dabunkia thì thường họ sẽ muốn là người áp đặt trận đấu, nhưng DK ở thời điểm 2022 là một DK rất là khác. Họ không muốn mình là đội chủ động và luôn chọn cho mình những cái đội hình tăng tiến sức mạnh ở giai đoạn sau, và quả thực là DK đang muốn chơi như vậy. Còn Genji đã có những sự thay đổi rồi. Genji của mùa xuân là một Genji rất thích đánh late game. Nhưng đây là một trận đấu mà Genji Esports muốn thay đổi. Họ muốn có một thế trận áp đảo hơn so với Dabunkia ở trong giai đoạn ban đầu. Và để xem hai bên sẽ thể hiện như thế nào ở ván đấu đầu tiên trong cuộc độ tâm điểm giữa Genji Esports và Dabunkia trong khuôn khổ LCK mùa hè năm 2022 trên kênh sóng của LCK tiếng Việt. Và các bạn đừng quên để lại thêm những lượt like và subscribe cho kênh phát sóng cũng như bản quyền phát sóng thuộc về Bosport. Chúng ta thấy rằng đây sẽ là một tuần thi đấu mà sẽ cho tất cả mọi người cùng thấy xem là cục diện của top đầu LCK như thế nào. Không khó để chúng ta có thể nhận ra là những ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch đã phần nào đó lộ diện sau tuần thi đấu đầu tiên, với sự áp đảo đến từ Genji, DK và T1 là ba đội đã có một cái thành tích vô cùng ấn tượng ở trong tuần thi đấu đầu tiên. Nhưng cái thứ tự và cái tương quan sức mạnh giữa ba đội này như thế nào ở tại LCK mùa hè 2022 này vẫn đang là một dấu hỏi rất lớn. Và ban tổ chức LCK cũng khá là khéo khi cho chúng ta một cái tuần thi đấu mà tôi nghĩ rằng cũng sẽ giải quyết và trả lời rất là nhiều câu hỏi xung quanh cái việc là tương quan lực lượng giữa ba đội này là như thế nào, khi mà ba đội này đối đầu với nhau trong hai cặp đấu ở tại tuần thi đấu thứ hai. Showmaker đối đầu với Jovi lần đầu tiên của LCK mùa xuân năm 2022. Tất cả hầu hết các chỉ số chính về giai đoạn đi đường đen thuộc về bên phía của Jovi, và đây là cơ hội để cho Showmaker thử sức.
Nhưng đó là khi mà Chovy anh ta được cầm những cái chất tướng có được một cái khả năng tăng tiến ở dọn lên kênh. Còn Ahri thì là một cái chất tướng nó khá là có nhiều sự tương hỗ, tức là nó sẽ cần phải có được một cái giai đoạn đi đường thuận lợi và sau đó là kết hợp với Peanut trong những tình huống tạo đột biến ở giai đoạn mid game. Còn với Shoemaker rõ ràng rồi, Corki chỉ cần cắm mặt và farm ở khu vực đường giữa để tăng tiến sức mạnh ở giai đoạn sau cùng với những cái trang bị sức mạnh phép thuật mà thôi. Khả năng cấu máu tầm xa đến từ Shoemaker sẽ đem lại một cái hiệu quả nhất định ở trong những cái tình huống sau này, trong những cái farm mà chính thức mục tiêu đến từ cả hai bên. Giai đoạn đi đường ở khu vực đường giữa đang được rất là nhiều sự chú ý. Dễ hiểu thôi khi mà Shoemaker đối đầu với Chovy, với cặp đối đầu mà cực kỳ hấp dẫn và chúng ta sẽ cùng đón chờ. Còn Ruler và Lehen đang có một chút áp lực ở cánh dưới so với lại cặp Yumi cũng như Saiya tới từ Đông Nam Kelly. Kèo này thì cả hai đã đánh với nhau một lần rồi và chúng ta có luôn cái kết quả ở LCK mùa xuân năm 2022 vừa rồi, đó là lợi thế dành cho Lehen trong cuộc đối đầu giữa Sinh và Yumi. Do đó ngay sau khi mà bên phía của DK lộ con Yumi ở đường dưới thì Genji có luôn câu trả lời của mình là Sinh. Binet quyết định di chuyển vào khu vực rừng của đối phương để có thể cạnh tranh đầu tiên là khu vực bãi cốc, nơi mà Kenyan đang khá thấp máu và ta buộc phải dùng trừng phạt và lao ra khỏi khu vực đường của mình, xin lỗi các bạn, khu vực rừng của mình bằng một tình huống lướt qua tường, bởi vì lúc đó lượng máu của anh ta không còn nhiều và bắt buộc phải dùng trừng phạt để có thể dứt điểm con cóc. Đây sẽ là một cái bước tiến tương đối là lớn dành cho Binet ở trong khoảng thời gian đầu này để có thể kiểm soát được rừng của đối phương. Anh ta còn kéo thêm cả Lehen, bởi vì cái việc mà Yumi đi đường dưới nó khiến cho cái áp lực hạ gục khi mà hỗ trợ phía bên kia đảo đường nó giảm xuống rất là nhiều, thì có khoảng trống để cho Lehen làm như vậy. Thậm chí tôi đang thấy rằng Binet đang có ý định chạy thẳng qua khu vực cua trên, nhưng Kenyan cũng đã kịp hồi lại trừng phạt và có được con cua của mình. Sau đó anh ta đang chạy thẳng lên khu vực đường trên nhắm vào Doran, nhưng Doran biết điều đó và lui về thành công. Một pha mà bắt buộc phải đảo vòng rừng tới từ Kenyan với tình huống khởi đầu rừng ở khu vực bùa đỏ và hướng lên cánh trên với Peanut, nhưng Peanut anh ta cũng có một cái bước di chuyển rất khôn ngoan để tiến vào cướp luôn con bùa xanh trước mắt của Kenyan, cũng như là gây sức ép và khiến cho Kenyan buộc phải di chuyển vòng một cái đường vòng rất là xa. Khu vực đứng giữa là khả năng đẩy đường tới từ Chovy và đây là lý do tại sao mà Peanut anh ta tự tin đến như vậy. Đứng dưới cũng là ưu thế dành cho cặp đôi Ruler và Lehen ở những cái thơ lính đầu tiên. Và một chút những cái sức ép đến từ Peanut ở trong phần rừng, nhưng cái nền anh ta vẫn đang có những cái sự cân bằng nhất định và thậm chí là đang nhỉnh hơn một chút so với lại Peanut ở trong cái khoản clear quái vật rừng. 20 so với lại 24. Bởi vì cái hướng di chuyển của Peanut sau khi ăn xong khu vực con bùa xanh của đối phương thì anh ta không di chuyển về khu vực rừng của mình để nhanh chóng giải quyết, mà anh ta cố gắng chạy qua khu vực cánh trên để thử coi là có cạnh tranh được con cua trên hay không. Và tiện đường công tác thì anh ta vòng lại khu vực rừng cánh trên của mình, nên cái vòng rừng của Binet nó sẽ hơi lòng vòng hơn một tí. Và bây giờ thì anh ta vẫn chưa về nhà sau cái vòng rừng đầu tiên đó và đang tiếp tục đến với khu vực bãi chim của mình. Và anh ta vẫn còn có thể có một bãi quái rừng nữa, đó là con cua dưới. Nhưng mà tôi đang nhìn thì hình như là ở khu vực đường dưới bộ đôi của DK là Rockdown và Kellen đã bắt đầu đẩy được do cái nhịp về đầu tiên đến từ bên phía của Ruler và Lehen. Thì việc ăn cua dưới của Binet chắc cũng không sao, bởi vì anh ta vẫn còn trừng phạt. Và bộ đôi Yumi với lại Saiya thì Saiya hết năng lượng rồi. 6 trận thắng liên tiếp với một con Ahri trong tay của Chovy. Bên đây là Tu tốc biến đẩy về tới từ vị trí của Lehen. Sát thương được dồn và có luôn thiêu đốt Binet có mặt. Độc Đam khó thoát trong pha này rồi làm cho không thành công, nhưng Độc Đam vẫn sẽ phải lên bảng điểm số với chiến công đầu thuộc về Ruler. Một lần nữa chúng ta thấy tại sao mà bên phía Genji nhanh chóng chọn con Sinh đến như vậy sau khi đối phương lộ Yumi. Trong tình huống vừa rồi Lehen có một pha combo thể hiện anh ta thuần thục con Sinh đến mức nào, thả keo ra và sau đó tốc biến lên bốc đối phương về vào cái bãi của mình, thả ra đó giữ chân lại. Và khi đó thì Rockdam không cách nào có thể thoát được, bởi vì con Yumi đứng kế bên ngoài việc tăng tốc độ bằng cú hồi máu nó cũng chẳng thể nào làm được gì hơn trong tình huống mà xạ thủ của mình bị tấn công như vậy. Và chiến công đầu nó lại thuộc về bên phía Ruler, là một bước tiến rất lớn dành cho họ. Bắt buộc phải thoát ra từ Kelly và thôi, nếu như mà anh ta cố gắng ở lại để có thể hỗ trợ Rockdam thì anh ta nhiều khi sẽ phải lên bảng điểm số theo xạ thủ của mình khi mà tốc biến trên người của Kelly không có. Chúng ta cùng nhìn lại tình huống mà Master Sinh. Rõ ràng rồi, khoảng thời gian trước là một khoảng thời gian mà rất nổi tiếng ở Sinh máy chủ Hàn Quốc đến từ vị trí của Lehen, và đây là tình huống thể hiện điều đó. Một bãi keo và không cho phép Rockdam có thể tốc biến sớm. Và khi Peanut có mặt thì kể cả là tốc biến đi chăng nữa, Độc Đam vẫn sẽ phải lên bảng điểm số. Giữ lại tốc biến ở trong những tình huống sau đến từ Độc Đam. Còn ở khu vực đứng giữa thì vẫn là sức ép tới từ Chovy, farm nhỉnh hơn và đang gây sức ép khiến cho Shoemaker không thể chạm mặt lính. Bắt đầu có một chút thôi nha, mới chỉ một chút khoảng cách về chỉ số lính ở khu vực đường giữa dành cho Chovy. Rồi đây là một điều mà chúng ta hoàn toàn không hề ngạc nhiên gì cả với những gì mà chúng ta thấy anh ta đã thể hiện trong khoảng suốt khoảng thời gian của mình ở tại LCK.
Vấn đề bây giờ là bên phía DK, sau khi mà họ bị mất lợi thế đường dưới thì câu trả lời của họ sẽ là như thế nào. Kenyon quyết định có một pha di chuyển lên cánh trên. Anh ta biết rằng đối phương ăn rồng và thấy rằng không thể nào cạnh tranh được bởi vì đường dưới của mình đang thua hoàn toàn. Do đó đổi cánh lên trên và họ đang suy nghĩ về việc băng trụ. Tôi nghĩ rằng với lượng CC nhiều của con CEO này này, họ có thể làm được điều đó. Nhưng Nuguri đang khá thấp máu, anh ta đã bắt đầu bổ một cú thiêu đốt vào và Doran thả mưa đại bác để cố gắng giải quyết lính. Kenyon đang gặp khó khăn, anh ta mới chỉ cấp 5 mà thôi và không thể dứt điểm được Doran. Không có thế giới bùng nổ tới từ Kenyon đồng nghĩa với việc là lượng sát thương thiếu hụt tới từ bộ đôi bên phía của Dragon Kia, và vừa rồi cũng là một pha nối thùng rất tốt tới từ Doran mà anh ta thả mưa đại bác ép cho Nuri phải mất luôn cú chiêu cuối bộ la băng hàn của mình và thêm cú thiêu đốt nữa để có thể cân bằng lại lượng máu so với lại đối phương. Sau đó là tình huống follow up theo thứ tư vị trí của Kenyon thì nó cũng không đủ sát thương nữa. Phòng ngự thành công với tình huống gay vừa rồi đến Doran, những cái giá phải trả của anh ta cũng đã là tất cả những cái tài nguyên trên người, chiêu cuối mưa đại bác được sử dụng và cả tốc biến cũng đã phải đầu tư đến từ đứng trên bên phía của Gen Z Sport để anh ta đào thoát. Khu vực đứng giữa vẫn đang là sức ép tới từ Châu Phi và vừa rồi thì anh ta ép lùi cho Baker lại thêm một pha đặt keo ra khó chịu đó. Độc Đàm lần này tốc biến được nhưng liệu anh ta có thoát hay không, đây làm chậm tốt với cú kiệt sức nhưng vẫn bị đá về và Độc Đàm sẽ lên bảng điểm số lần thứ hai trong ván này với hai mạng dành cho Ruler. DK có vẻ như họ đã quên mất cái kết quả của trận đấu mùa xuân, cái kèo Shin và Yumi này, và ở mùa hè này khi mà cái kèo này được lặp lại thì kết quả không có gì là khả quan dành cho phía của DK cả, với việc mà Ruler đã có hai mạng như thế này và Độc Đàm không còn tốc biến nữa. Việc mà anh ta có thể tiếp tục nằm xuống ở một tình huống đi đường 2-2 nữa là điều hoàn toàn có thể xảy ra, chưa kể là với những gì bên phía của DK đang mất ở khu vực đường dưới, việc cạnh tranh sứ giả là không thể được. Tất cả mọi thứ đang thuộc về bên phía của Genji. Nếu như nói không hoa thì họ đang thắng ở tất cả mọi vị trí, từ đường trên, đường giữa xuống dưới cho tới rừng. Thì hiện tại Binet với nhiều khoảng trống cũng đang có được quyền kiểm soát mục tiêu nhiều hơn so với Kenyon. Cái điều kiện thắng tối thiểu đến từ bên phía của Dragon Kia và các đội hình lên game này là họ cần phải có một giai đoạn đi đường không thua quá nặng so với lại bên phía của Genji Esports. Nhưng Genji đang đi đường quá tốt ở khu vực đứng giữa cũng như là khu vực đứng dưới, đặc biệt là Lehen với con sinh này quá khó chịu. Keo đặt ra và cái khả năng mà lựa chọn mục tiêu nó phải nói là quá tối ưu, không thể nào mà đào thoát được, kể cả là đó là tốc biến và kiệt sức đến từ bộ đôi bên phía của Dragon Kia. Quan trọng hơn hết là Jerry đã có hai mạng rồi nha. Chính xác, đó là điều rất khó chịu cho bên phía của DK. Tôi không biết là họ sẽ làm cách nào để có thể vượt qua được cái sự chênh lệch về tài nguyên hiện tại đây. Chưa kể một điều là Kenyon với con bài Kiana này thì đang không can thiệp được nhiều vào tình hình của ván đấu. Nuri đang cố gắng làm mềm Doran và ngay lập tức có sự có mặt của Binet ở đây. Kubola bắn đi đâu thế này và Nuri đã phải nằm xuống. Thôi xong rồi, đi hết rồi. Rất triệt đề đến từ Genji Esports và đó là pha đầu tư tốc biến tới từ vị trí của Binet. Và cú chiêu cuối tới từ Nuri nó chệch khớp, đồng nghĩa với việc là tính mạng của anh ta cũng sẽ phải bỏ lại trong tình huống gánh thành công vừa rồi tới từ người chơi đi rừng bên phía của Genji. Và đây là pha mà Kenyon gặp nguy hiểm, làm choáng là nhiều khi Kenyon anh ta có thể sẽ phải mất đi tốc biến. Đúng vậy, pha đó Kenyon có định ra để tính thử liếm vào người Doran có được không, nhưng Binet thật sự là rất tỉnh táo. Anh ta không biến B về ngay mà anh ta biết là cái vòng đường này có thể đưa Kenyon lên cánh trên. Anh ta đứng để bảo kê cho Doran thêm một nhịp để lính vào trụ. Tất cả mọi thành viên của Genji đều đang vận hành rất tốt ở trong cái đội hình này. Tất cả đều đang làm xuất sắc nhiệm vụ của mình. Binet kiểm soát mục tiêu tốt, hỗ trợ đường tốt. Ở đường giữa thì vẫn là câu chuyện quen thuộc khi mà Chovy hơn farm so với lại Soulbreaker. Và đường dưới là sự hủy diệt hoàn toàn mà bên phía của Ruler Lehen đang tạo ra trước Độc Đàm và Keo Linh. Và thế là đánh mà không có một vị trí nào có được ưu thế thì tôi không biết là bên phía của DK sẽ giải quyết giao tranh bằng cách nào nữa. Họ sẽ phải chờ đợi thôi, họ sẽ phải chờ đợi những cái ngũ sức mạnh, nhưng mà chờ tới bao giờ đây khi Độc Đàm anh ta đang thua sút hơn 20 chỉ số lính sau khoảng tầm 10 phút đi đường so với lại cặp Jerry cũng như là Sinh trong tay của Ruler. Sự khó chịu của Lehen đem lại một cái ưu thế quá lớn dành cho đường dưới bên phía của Gen Z Esports, và thêm vào đó nữa là Chovy anh ta vẫn đang farm nhỉnh hơn so với lại Showmaker. Một con Corki có gói hàng ở phút thứ 10, nhưng còn mục tiêu nào để có thể để tranh cướp đây với cái gói hàng này? Vấn đề là bây giờ Corki cầm gói hàng thì là một cái bước tiến lớn về mặt sức mạnh, nhưng các vị trí khác sau cái một cú thảm lửa đẹp chẳng hạn, tôi không biết là bên phía của DK sẽ cố gắng lấy sát thương từ đâu khi mà Độc Đàm hiện tại đang bị thua sút khá nhiều so với lại Ruler. Ruler bây giờ mới về nhà nha, và hãy xem anh ta sẽ trở về nhà và quay ra với cái gì, bởi vì dây cuồng nộ trang bị của anh ta đã lên sớm trước khi mà nâng cấp trang bị lớn đầu tiên của mình. Ruler đang
đứng suy nghĩ đợi thêm một lượng tiền nữa để có thủ đủ lên trang bị. Anh ta sẽ ra rồng hơi chậm một tí. Nuguri thì đang cố gắng lấy máu của Độc Đam quăng luôn Bola để có thể có một pha solo kill. Độc Đam, à xin lỗi bạn, đó là Doran phải nằm xuống. Nuguri có pha solo kill. Tốc biến trên người của Doran còn khoảng tầm 5 giây nữa thì hồi lại, và tính toán rất tốt thời gian hồi lại theo hỗ trợ của đối phương tới từ Nuguri để anh ta có pha solo kill. Cánh trên lủng đồng nghĩa với việc là Gen.G Esports sẽ thiếu nhân sự ở trong tình huống này. Doran có dịch chuyển và mua đại bác nhưng không thể sử dụng. Chiều cuối tốt tới từ cây điện rộn sát thực sinh là mục tiêu nhắm tới, và đó là điểm hạ gục đã có dành cho Độc Đàm. Thêm một mạng nữa, double kill dành cho xạ thủ bên phía của Dabonkia với tính mạng của Pinus. Cố máu tốt tới từ Showmaker ở vòng ngoài và Rula mất nội tại nọ tử thủ, bắt buộc phải di chuyển về cùng với lại Châu Vì. Một tình huống mà ngay lập tức bên phía của DK gần như đã giành lại được thế trận khi mà đường trên là pha solo kill mà Nuguri dành cho Doran. Sau đó là cái việc mà Ruler anh ta về nhà xong anh ta tính tiền bị thiếu, xong anh ta đứng đợi cái nọ tử thủ lâu quá. Và khi mà bên phía Genji không có được xạ thủ của mình ra sớm ở khu vực hang rồng để có thể triển khai lấy tầm nhìn, thì họ đã bước vào một pha giao tranh rất là rời rạc. Họ không có một người đi trước, và người đi trước của họ là trong tình huống vừa rồi Lehen thì lại bị dứt điểm quá nhanh bởi vì khả năng chống chịu của anh ta vô cùng hạn chế. Nuri đã có một tình huống tính toán sát thương khá là đỉnh ở trong pha này khi mà anh ta dứt điểm Doran cảm giác là quá dễ đi. Và đó là pha tận dụng rất tốt tới từ bên phía của Dabonkia khi mà không có mưa đại bác hỗ trợ tầm xa, thì cái ngay lập tức lao vào một tình huống giao tranh. Một tình huống thế giới bùng nổ rồi sát thương, và lần này thì có sinh trong tay của Lehen không thể đem lại hiệu quả đến từ bên phía của Gen.G Esports. Và phần còn lại của Gen.G thì khá là rời rạc đúng như anh Lưu nói, khiến cho lợi thế ở trong giai đoạn đầu trận tạm thời Dabonkia họ đã săn bằng được so với lại bên phía của Gen.G Esports rồi. Dù gì thì bên phía của DK vẫn đang chịu khá là nhiều áp lực ở khu vực đường dưới, nhưng sau tình huống giao tranh và hai mạng dành cho Độc Đam thì cái khoảng cách giữa hai xạ thủ nó cũng đã được kéo xuống một cách tương đối, và chỉ có một cái điều là cái số lượng trụ bị, số lượng lớp giáp trụ bị mất ở cánh dưới của bên phía DK thì nó nhiều hơn khá là nhiều so với gì mà Genji phải chịu. Họ đã mất đi 4 lớp giáp trụ ở cánh dưới, trong khi đó thì cái trụ một đường dưới của Genji mới chỉ mất đi một lớp giáp trụ mà thôi. Cơ sở để cho bên phía của Genji có được trụ một đường dưới vẫn là khá cao. Nuguri thì đang săn lùng Doran và anh ta đang lao vào để có những tình huống BK liên tục và ép Doran phải di chuyển thẳng vào trụ. Lượng máu trao đổi rất lời dành cho Nuguri. Đây là lý do tại sao mà Senzuani từ bản 12.10 trở thành một hot pick, khi mà nó có một cái khả năng trao đổi chiêu rất là lợi thế. Và cái quan trọng là cái cú chiêu cuối Bola Băng Hàn, một cái chiêu cuối rất nguy hiểm tới từ con Sejuani này, có một khoảng thời gian hồi lại rất là sớm, Pinup buộc phải lên để có thể có những tình huống can thiệp hỗ trợ đồng đội của mình. Đối thủ thành công đến từ Doran, pha thủ đúc súng tốt để có thể làm chậm. Cũng đây là pha phản công đến từ bên phía của Dabonkia. Yumi đăng nhập vào cây điền để có những tình huống roam gay. Và đây sẽ là một cái bộ đôi rất nguy hiểm tới từ bên phía của Dabonkia, khi lượng sát thương hỗn hợp cả sát thương phép và sát thương vật lý tới từ cây điền và Kelin sẽ trở nên rất nguy hiểm ở thời điểm phút thứ 15 như thế này. Sau khi phần nào đó giành lại được thế trận thì bên phía DK đang quay trở lại với một cái nhịp độ kiểm soát ván đấu chậm quen thuộc ở trong tuần thi đấu đầu tiên của mình. Họ đang chừa khoảng trống cho Soulmaker di chuyển xuống dưới để có thể farm và gây áp lực vào trụ một của đối phương. Lúc này thì đã không còn lớp giáp trụ nữa, trụ có thể bị mất khá là nhanh. Và Genji đang là đội mà tôi có cảm giác là họ đang phải đi theo cái sự dẫn dắt của đối phương trong khoảng thời gian vừa qua. Khi mà ví dụ như Soulmaker là người xuống đường dưới trước, đến bây giờ thì Genji quyết định phải đẩy Chovy xuống để có thể cạnh tranh 1-1 với lại đường giữa của đối phương, và đẩy Ruler ra đường giữa để đối phó với lại Độc Đam. Còn Kenyan hiện tại với sự hỗ trợ đến từ Kelin thì anh ta đang rất tự tin trong những tình huống di chuyển, như hiện tại Genji mới là đội kiểm soát được hang sứ giả. Đi đường rất là tốt nhưng mà Chovy thì anh ta vẫn chưa tạo ra được quá nhiều đột biến, với một con Ahri ở thời điểm hiện tại vẫn là một con Ahri chỉ có một cái lượng chỉ số lính ấn tượng hơn so với lại những gì mà Showmaker sở hữu mà thôi. Chovy cần phải tạo ra nhiều đột biến hơn nữa cùng với lại vị trí của Pinus để giúp cho bên phía của Gen.G Esports đẩy cao tốc độ trận đấu. Nên nhớ rằng đội hình bên phía của Dabonkia là đội hình hai xạ thủ và buộc có một con Corki tăng tiến sức mạnh ở giai đoạn sau rất ghê gớm. Đây sẽ là quả bom nổ chậm mà Gen.G sẽ cần phải xử lý sớm. Bên phía của Genji đang có một cái trụ có khả năng bị lấy rất là cao là khu vực cánh trên của Doran. Và giờ này thì anh ta đang không nhìn lính được và phải đặt những cái thùng từ rất là xa để có thể giải quyết lính, chứ không thể nào cạnh tranh trực tiếp với lại Nuguri được. Rõ ràng là cái khí thế từ đường trên của DK đang nhỉnh hơn hẳn ở trong những phút vừa qua. Tuy vậy, chúng ta vẫn thấy trong tình huống vừa rồi là cái nội tại của Gangplank nó vẫn gây được cái lượng sát thương khá là lớn nếu như Nuguri không để ý.
và lượng máu anh ta phải trả trong pha đó là tương đối nhiều. Rõ ràng chúng ta thấy được rằng là cái giá trị của Nuri tạo ra là khác biệt rất nhiều so với lại Hoya Budon ở buổi trước. Anh ta đem lại cho Dabunkia một sự tự tin nhất định ở cánh trên và để cho Dabunkia thoải mái, chính xác là cây nền thoải mái ở cánh dưới để anh ta hỗ trợ đồng đội. Một tình huống giao tranh dòng thành công dành cho DK và bây giờ thế trận của trận đấu nó đã về lại với thế cân bằng. ZZ Sport thả hai con sứ giả, một con ở đường dưới, một con ở khu vực đường giữa. Và nó giúp cho họ đem lại khá nhiều máu của hai cái chủ này. Nhưng đây vẫn chưa thể là chủ đầu toàn bản đồ dành cho các thành viên bên phía của ZZ Sport. Họ đang muốn tập trung vào con dòng thứ ba này. Ăn dòng rất sớm đến từ hai bên. 18 phút, dòng 3 đã ra và nó có thể sẽ thuộc về bên phía của ZZ Sport. Lê Hèn vừa rồi đã buộc phải tốc biến để thoát khỏi Bola Băng và anh ta câu được đủ thời gian để cho đồng đội của mình có được con rồng. Sau đó bên phía DK chưa bỏ cuộc, nhưng đội hình Genji vẫn còn có trụ bảo vệ và họ đang lui về. DK đang có ý định tổ chức một tình huống băng trụ thì phải, họ vẫn đang có gói hàng. Chubby lao lên hôn gió thành công vào Canyon và sát thương dồn của con Ari này không phải là quá nhiều. Lê Hèn đang bị giữ chân lại, anh ta không còn tốc biến nữa, nhưng Canyon mới là người nằm xuống bắt buộc Kalin phải nhập về phía đồng đội còn lại của mình và giao tranh đem về một điểm hạ gục cho Genji. Và thưa chúng ta thấy được rằng là Chovy vừa lên tiếng với một tình huống và anh ta tiếp tục hôn gió thành công. Lần này mục tiêu là Nuri quá trâu và Chovy không còn năng lượng để làm bất cứ một thứ gì nữa, con tốc biến nhưng không thể sử dụng. Và điểm mà cũng đã có cho Showmaker với pha phản pháo tới từ bên phía của Dabunkia. Nhưng trong khoảng thời gian đó thì Doran đang đục trụ hai ở khu vực đường trên và nhiều khi là anh ta có thể có được cái chủ này với tam hợp kiếm đang sở hữu trên người tới từ đường trên bên phía của Genji Sport. Pha này thì chắc chắn 100% là Genji lời, bởi vì họ đã câu được rất nhiều thời gian của toàn bộ đội hình bên phía DK xuống cánh dưới. Cái pha lao lên của Chovy là một tình huống rất quyết đoán. Tôi nghĩ rằng anh ta chủ động lao lên để có thể giữ chân đối phương lại cho đồng đội của mình có được khoảng trống. Bởi vì trong khoảng thời gian trống đó, Doran lấy được tới hai trụ ở cánh trên và cái trụ một đường giữa của DK cũng bị phá ở khu vực đường giữa. Sau khi mà Chovy phần nào đó là đã đem thân mình ra để có thể ngăn chặn được tình huống đẩy đến từ đối phương. Và với sự hy sinh này của Chovy thì tôi nghĩ rằng bên phía của Genji hoàn toàn có thể hài lòng. Họ vừa được đẩy vào cái tài khoản của mình một cái lượng tiền rất đáng kể. Cái trụ hai đường trên là một cái lượng tiền rất lớn đẩy vào túi của họ. Trụ một đường giữa là một cái cơ sở để kiểm soát bản đồ thì chắc chắn 100% là Genji lời. Một tình huống mà lấy về hai trụ cánh trên và giúp cho bên phía của Genji Sport có được một chút những cái lợi thế so với các thành viên bên phía của Dabunkia với lượng tiền tầm khoảng 2.000 ở phút thứ 20. Rulacon tốc biến thanh tẩy và đang rất tự tin kiểm soát cua ở cánh dưới. Cánh dưới đang là một cánh mà Genji Sport cần phải đẩy mạnh lại những ưu thế kiểm soát. Thì đây là pha Bola Băng mở giao tranh rất tốt tới Nuri và ép thanh tẩy từ Lê Hèn với sách phép. Lê Hèn cũng khá là tỉnh táo trong tình huống sử dụng cái sách phép của mình. Trước đó anh ta không còn tốc biến nữa thì sau đó anh ta có thanh tẩy, bởi vì anh ta luôn luôn là một trong những người đi đầu trong đội hình của Genji thì anh ta là một trong những mục tiêu dễ dàng nhất mà Nuri sẽ liên tục tung những cú Bola Băng vào. Đã 3 lần liên tục những cú Bola Băng của Nuri nhắm vào Lê Hèn. Thì một lần anh ta mất tốc biến, một lần anh ta mất thanh tẩy, một lần còn lại thì anh ta cũng có thể có tốc độ di chuyển cao để có thể thoát đi được. Và do đó mặc dù tỷ số đang là 4-0 nhưng phần nào đó cảm giác là bên phía Genji đang có được lợi thế về mặt kiểm soát bản đồ. Chỉ là nếu như so sánh về tính chủ động thì hiện tại DK lại đang tỏ ra rất chủ động trong những tình huống di chuyển, đặc biệt là con Seoni của Nuguri. Nó không phải là con tướng mà chúng ta thấy đù đù như điều mà chúng ta thường hay nói về con Seoni này nữa, mà nó đang rất chủ động để di chuyển chung với đồng đội, tung ra những cú bola rất sớm để mở giao tranh. Chính sách lớn nhất chúng ta đang thấy trên màn hình đó là ở vị trí của Ruler với 1.700 tiền, anh ta dẫn trước so với con Saiya tương đối thọt tới từ Đốc Đam. Đi đường Đốc Đam anh ta gặp rất là nhiều vấn đề với một con sinh cực kỳ khó chịu tới từ Lê Hèn và nó được cụ thể hóa bằng cái lượng tiền dẫn trước dành cho xạ thủ bên phía của Genji Sport. Nhưng với hai mạng thì phần nào đó Đốc Đam anh ta cũng đã gỡ gạc được tương đối rồi. Peanut đang đứng rình và đây liệu có phải là một pha ép chưa cuối không? Chính xác là như vậy rồi. Đốc Đam buộc phải sử dụng báo tố đổi giải để có thể thoát pha làm choáng tới từ Chovy và áp lực. Chính xác là pha làm choáng tới từ Peanut và áp lực tới từ Chovy. Còn đây là pha phi hồn hôn gió tốt tới từ Chovy và phản công đến từ bên phía Genji Sport. Hất ngược trở về và Peanut cướp xác thành công rồi. Kéo Lin bắt buộc phải lùi về và thôi, khi mà anh ta sẽ còn một khoảng thời gian nữa mới nhập vào người đồng đội. DK bắt buộc phải lùi về với tình huống tấn công tốt tới từ Genji Sport trong pha vừa rồi. Doran có khoảng trống ở cánh dưới và đây sẽ là thêm một pha trụ hai nữa dành cho đường trên bên phía của Genji Sport làm cho tiếp tục chính xác, còn lại hất về Đốc Đam gặp nguy hiểm, không còn chiêu cuối nữa nhưng còn tốc biến và anh ta tạm thời đào thoát thành công. Genji băng hơi sâu và họ sẽ cần phải rút ra ngay lập tức.
Bên phía Genji đánh rất là ẩu, sau họ đã có lợi thế sau tình huống tổ chức ở khu vực đường giữa khi mà họ đã câu được thời gian để cho Doran lấy được trụ hai đường dưới. Nhưng bởi vì cái sự hào hứng quá mức đến từ bên phía Genji mà họ đã tổ chức một pha băng trụ. Khi đó họ không còn chủ lực của mình, Chovy đã không còn ở trong tình huống đó nữa. Sau một pha thi đấu rất xuất sắc ở đường giữa, anh ta đã né được hết hai tình huống tấn công đến từ Nuguri và Kenyan. Sau đó quay lại hôn gió giữ chân Kenyan đã đem về điểm hạ gục cho đồng đội của mình. Nhưng sau khi nguồn tài nguyên của Chovy đã hết, anh ta quyết định di chuyển về cánh trên để có thể giữ được lĩnh mà Showmaker vừa đẩy. Thì tôi không hiểu lý do tại sao ba thành viên còn lại mất đi 80% sức mạnh của mình rồi lại tổ chức một pha băng trụ. Có nghĩ rằng Đốc Đam không còn chịu cuối bao tố đổi dậy nữa và muốn tấn công vào xạ thủ bên phía Dabonkia để ép ít nhất là một cú dịch chuyển nào đó tới từ Showmaker và hạn chế khả năng pha một con bài này. Nhưng đó vẫn là một pha thi đấu quá nguy hiểm đến từ bên phía của Gen.G Esports. Cái giá phải trả cũng là tương đối đắt nha. Họ bị chậm mạch với tình huống áp lực tới từ Chovy ở trước đó. Còn đây là pha mà cây nhân đứng dình, nhưng không thể có pha làm choáng thành công khi mà Chovy đã sở hữu cho mình dây chuyền cho Banshee. Bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại khu vực hang rồng nơi mà Genji đã có được hai con rồng nguyên tố trước. Và đây là con rồng nguyên tố thứ ba mà họ có thể lấy nếu như làm được điều đó. Doran, Doran nối cái thùng gì thế kia? Nhưng nó đủ để đẩy đi cây lui ra một tí. Kenyan đang di chuyển vào khu vực hang rồng, rồng còn 1000 máu và đó là rồng dành cho Genji. Nhưng họ đang gặp nguy hiểm, Doran còn 100 máu, anh ta vẫn đang chạy được. Và toàn bộ lên Genji chạy về, nhưng Showmaker lao tới dứt điểm Doran. Genji đang phải lui và tôi không biết là họ lui về được bao nhiêu người. Đi Lehen sẽ là nạn nhân thứ hai, anh ta còn đúng 100 máu. Showmaker là người tốc biến dứt điểm, đó là double kill dành cho Showmaker. Mất hai người, Genji đang phải lui về. DK hình như vẫn chưa muốn bỏ cuộc, nhưng họ nhận ra rằng chỉ cần cử người để ép góc, phần còn lại có thể đẩy các mục tiêu khác. Một pha thế giới bùng nổ trên cả tuyệt vời tới từ Kenyan để bắt đầu cho một tình huống tràn lên từ bên phía của đá Mokia. Và Doran đứng cao đối tùng thì hụt, anh ta phải lên bảng điểm số với sát thương cuối cùng thuộc về Showmaker. Cú double kill vừa rồi chúng cho Showmaker rất nhiều thứ nha, nhưng từ đã Ruler gặp nguy hiểm trong tình huống này mà anh ta bị tấn công bởi vị trí của Nuri. Chovy và Ruler sẽ lui về được. Chovy thì sao đây, hướng gió thành công, có Peanut ra đây hỗ trợ sát thương trả lại đến từ một đôi bên phía của Genji Sport là tương đối nhiều, nhưng Nuri quá trâu. Vậy ta đơn giản là sử dụng cho mình cái đột kim băng giá để lùi về mà thôi. Hiện tại, nãy giờ điều này chúng ta chưa nói nhiều, nhưng Genji đã bỏ rất nhiều công sức để có thể nuôi cho Doran lớn. Anh ta không cần tham gia bất kỳ một pha giao tranh nào cả trong khoảng thời gian đầu của ván đấu, ngoài việc là thả những cú mưa đại bác. Và anh ta đang có một cái lượng trang bị rất khủng khiếp với một con căng flăng. Nhưng lượng sát thương mà anh ta đóng góp trong những pha giao tranh vừa qua nó vô cùng hạn chế. Thùng thì nối không thành công, mưa đại bác thả cũng chỉ gây được lượng sát thương rất là ít khi đối phương di chuyển ra khỏi cái vùng hoạt động của nó. Genji đang rất cần Doran phải lên tiếng với cái lượng tài nguyên mà anh ta đang có. Đồng đội gánh cho Doran đẩy hai trụ đường trên, kéo thời gian cho Doran lấy thêm cái trụ hai đường dưới. Anh ta đang có 3 món trang bị, nhưng lượng sát thương của anh ta hiện tại đang vô cùng hạn chế. À, tính ra là vẫn 12.000. Không, sát thương của Doran thì vào người của Nuri rất là nhiều trong đoạn đi đường. Và đó là lý do tại sao mà anh ta đang là người dẫn đầu bảng sát thương ở thời điểm hiện tại. Chứ còn tình huống trước đó ở khu vực hang rồng thì cái lượng sát thương mà Doran anh ta có thể gây ra chỉ là 900 mà thôi. Một lượng sát thương quá ít so với lại đúng như anh Lưu nói, đúng như là những gì mà Gen.G Esports họ đang tạo khoảng trống cho Doran để có thể đẩy đường cánh. Nuri thì anh ta đang rất là chăm di chuyển cùng với đồng đội, bởi vì anh ta làm con Senzuan đi cầm một cái bola băng hàn và cần là người mở rau tránh chính và cần là người cắn lên chính trong đội hình bên phía của Dabonkia. Còn ở hướng ngược lại thì Doran với việc là anh ta luôn giữ cho mình cú dịch chuyển và thêm vào đó là cả người đại bác nữa luôn được chia ra để đường lẻ. Nhưng nãy giờ những tình huống đối thủ của Doran nó hơi bị chấm hỏm chứ. Tôi vẫn cần thấy những tình huống nối thùng có chất lượng của Doran ở trong những pha giao tranh, chứ không phải là gây được 12.000 sát thương vào con Seoni ở khu vực đường trên. Nếu mà đánh như Doran ở thời điểm hiện tại mà gọi là tốt thì tôi cũng không biết là nói những con Doran, xin lỗi, con găng lăng của Z gọi là gì nữa. Bây giờ thì ba món trang bị vẫn chưa có pha nối thùng vào carry nào cả. Nối thùng vào Nuguri thì chẳng để làm gì. Nhưng bên phía Genji bây giờ họ vẫn đang đứng trước một cái cơ hội rất lớn để có được lợi thế giai đoạn sau khi mà đã có ba rồng nguyên tố. Linh hồn đồng đất thực ra cũng là một trong những cái linh hồn rồng khá là tốt ở trong tình huống này. Nó sẽ hạn chế bớt nguồn sát thương có thể gây ra đến từ bên phía của ba carry của DK. Dàn quân góc đường giữa chia ra. Cảm giác Nuri anh ta rất là cứng ở thời điểm hiện tại. Sát thiên nhiên sẽ là trang bị thứ ba mà Nuri hướng tới. Trước đó là tiên băng cộng với lại tay băng rồi. Thì đây sẽ là một cái con Senzuani dàn chắn thật sự rất là thuận lợi để cho Showmaker và Đốc Đàm có thể gây sát thương ở tuyến sau. Doran tiếp tục đứng chia cửa ra đây đẩy.
thì anh ta cần phải tận dụng được cái lượng tiền mà đồng đội tạo ra cho bản thân mình bằng những tình huống áp lực nhiều hơn nữa. Trước tiên là anh ta đang khiến cho đội hình của Dabonkia không thể tập trung quá lâu với nhau được. Nếu như họ có được một cái tình huống tập trung ra khu vực hàng Baron thì nhiều khả năng Doran có thể chạm tới trụ ba, hoặc thậm chí là anh ta có thể lấy một đường dành cho bên phía của Gen Z Esports. Bốn thành viên còn lại thì hoàn toàn có thể phòng ngự với khả năng gây sát thương và tạo đột biến tới từ Chovy và Peanut. Từ đầu bắt đầu đến giờ thì Chovy rất là chăm với những cái tình huống mà anh ta là người chủ động lao lên phi hồ, thậm chí là phản ứng lại với những cái tình huống băng vào của đối phương tương đối là hợp lý. Nhưng Chovy hơi xui thì mà anh ta vẫn chưa có bất cứ một điểm hạ gục nào. Thực ra thì con Ahri nó đã bị giảm khá là nhiều về mặt sát thương. Khi bây giờ bạn xác định đánh Ahri á, sẽ khó có thể là mình bạn sẽ gây ra lượng sát thương lớn và bạn sẽ giữ chân đối phương lại và làm nền để cho đồng đội của mình có thể tỏa sáng. Cụ thể là bây giờ Chovy sẽ là người đóng vai trò làm nền để cho Ruler và Doran, hai nguồn sát thương chính với lượng trang bị họ đang có ở trong những pha giao tranh. Lehan đứng lên rất là cao và ta chỉ còn hơn 600 máu, Doran cũng gặp nguy hiểm và anh ta đi bộ về được. 25 giây nữa rồng ra, Lehan phải bấm B về nhà. Khoảng thời gian mà anh ta chạy từ nhà ra tới khu vực hang rồng cũng phải mất khoảng chừng 10-15 giây gì nữa. Và do đó bên phía Gen Z đang mất thế ở khu vực hang rồng trong một tình huống rất quan trọng. Doran, cái gì vậy? Đối phương chạy bên phải và Doran vừa đối thủ sang góc trái. Rất khó hiểu nhưng vừa rồi tới từ Doran. Và thêm một lần nữa thì đứng trên bên phía của Gen Z Esports vẫn chưa thể tạo đột biến với những cái thủ thuốc súng của anh ta. Nào, thế giới bùng nổ được sử dụng, Ken nhanh buộc phải tốc biến bỏ chạy. Độc Đam đang hỗ trợ, Lehan buộc phải tốc biến thoát về, anh ta mất rất là nhiều máu, con rồng vẫn đang còn đó. Và bây giờ Chovy và đồng đội sẽ phải làm gì đây với con găng lăng như thế này? Doran ơi làm ơn, đang cầm 4 đồ rồi. Chovy xuống khu vực hang rồng, hôn gió vào nhưng ta không giữ được rồng, đó là rồng dành cho DK. Chừng cuối tung ra, Genji đang phải lùi và bị nắt kẹt trong hang rồng, anh ta phải nằm xuống. Nuri vẫn đang đi bộ về được. Ruler bắn trong tuyệt vọng, anh ta không gây ra được lượng sát thương nào cả. Ruler bắn vào người của Nuri không đau bởi vì anh ta chọn vô cực kiếm là đồ ba chứ không phải là thỏa thuận Dominic. Và đây là tình huống mà Showmaker gây sức ép cho vì anh ta đã phải phi hồ đi rồi. Và đó là một tình huống mà rõ ràng chúng ta có thể thấy được rằng là cái kiểu chọn trang bị đến từ Ruler đang khiến cho anh ta không gây ra đủ lượng sát thương vào chống chịu chính đến từ bên phía của Dabonkia. Bây giờ sẽ là tình huống mà Dabonkia ép Baron. Và để xem là Gen Z Esports sẽ phản công như thế nào khi mà Doran đang đứng ở cánh trên. Anh ta cần phải có thùng thuốc súng chính xác, có hạng thứ sử dụng tới từ Showmaker. Đây rồi, lấy được cái chiêu cuối của Độc Đam. Đó là Baron của Lehan. Baron của Lehan. Đó là Lehan lên tiếng và Nuguri phía bên ngoài này, anh ta đang bị cô độc phía trên này. Thì Doran đã hạ gục được Độc Đam. Sau đó anh ta vẫn đang chạy đường. Ruler bắn vào Nuguri, Nuguri chịu không nổi, anh ta đã gục ngã rồi. Và đó là Lehan rất tuyệt vời. Ruler tốc biến qua thanh tẩy bắn tới Showmaker, không thể nào chống lại được, anh ta gục ngã. Đó là triple kill chờ đợi và đó là bắt ra kill cho xạ thủ của Gen Z. Họ có thể đẩy thẳng lên cánh trên và dứt điểm luôn ván đấu đầy sự xuất sắc của Lehan trong pha thi đấu trong Baron vừa rồi. Lại là Lehan và lại là con sinh ấy trong cuộc đối đầu với Dabonkia. Chúng ta thấy mùa xuân 2022 vẫn là con sinh của Lehan lên tiếng. Thì bây giờ là sách phép sinh với một cú trừng phạt để có thể cướp thành công Baron. Sau đó là một tình huống mà Gen Z Esports tràn lên. Mặc dù Doran nối thùng không chuẩn xác lắm, mặc dù là anh ta gần như là không có tiếng nói gì trong ván đấu này, nhưng Lehan làm hết. Và chắc chắn MVP Play of the Game sẽ thuộc về Lehan ở ván đấu đầu tiên. Giờ chắc tôi phải đổi tên gọi Genji một biệt danh, gọi là chắc là Dương Quá. Đánh cục hẳn một tay vẫn có thể thắng được DK. Chấp hẳn một con găng lăng ở khu vực đường trên của Doran trong những pha giao tranh mà họ vẫn có được thắng lợi, thì thực sự bốn thành viên còn lại của Genji quá là khỏe. Và bằng một cách nào đó họ đã dứt điểm được DK trong ván đấu đầu tiên rất căng thẳng này trong cuộc đối đầu BO3 để có thể vươn lên dẫn trước 1-0. Hãy cùng